Nga ơi, vì sao mà cái sản phẩm của em mà chị dùng khoảng tầm 3 ngày thôi là đã thấy mờ vết nhăn rồi, mà chị dùng nhanh hiệu quả quá, không biết có vấn đề gì không? Các chị ơi, mọi người chú ý cho em như này nhá. Đó là riêng cái sản phẩm huyết thanh truyền trắng nhà em là sản phẩm bán chạy số 1 trên thị trường hiện nay, và đặc biệt đó là sản phẩm số 1 nhanh về cái tốc độ chống lão hóa và làm trẻ hóa da, đặc biệt làm trắng da rồi các chị ơi nhá. Đó là riêng cái sản phẩm này các chị không cần phải trải nghiệm nhiều, như có một chị vừa nói rồi đúng không ạ? Cái sản phẩm này em không cần phải trải nghiệm nhiều. Mọi người chỉ cần trải nghiệm cho em Nga đúng 10 giây là thấy bắt đầu là da của mọi người căng bóng. Dùng 3 ngày xóa nhăn toàn bộ vùng mắt, xóa nhăn toàn bộ vùng cười cho em. Mọi người nhá, đó, dùng 3 ngày là xóa nhăn toàn bộ vùng mắt, vùng cười cho em. Đây các chị nhỉ, đấy. Bởi vì mọi người massage ngược lên trên cho em Nga như thế này. Liên Nga đã nói với mọi người, chỉ cần massage ngược như này này, đó là bắt đầu da của mọi người nó sẽ căng bóng. Tiếp theo đó là gì ạ? Xóa nhăn vùng mắt, vùng cười. Và vì sao nó lại nhanh như vậy? Bởi vì các chị ơi, như em Nga đã nói, đó là đây. Và ngày hôm nay mọi người nhá, sản phẩm này sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Olic Việt Nam, thương hiệu mỹ phẩm sạch Olic, là thương hiệu duy nhất được định giá 3 triệu đô la ứng với hơn 60 tỷ đồng. Đặc biệt đó là gì ạ? Là thương hiệu được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn Sở Y tế cấp phép, nhà máy Ecolasting, nhà máy do em Nga đầu tư với mức vốn là 30 tỷ đồng. Sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho người Việt, công thức nghiên cứu 10 năm bởi Viện Hóa học Việt Nam và Viện Hàn lâm Hàn Quốc. Mọi người chú ý cho em, đó là diện được nghiên cứu 10 năm. Công nghệ sản xuất dây chuyền, đó là công nghệ dây chuyền của Hàn Quốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn Sở Y tế, đạt chuẩn đó là với cái cấp phép đó là ISO 9001-2015. Ngoài ra em chỉ muốn chia sẻ với các chị nhá, đó là ví dụ như các chị mà mọi người đi ra ngoài, mọi người đi trung tâm thương mại, mọi người mua các bộ mỹ phẩm 10 triệu, 20 triệu, 30, 50 triệu, 100 triệu đúng không ạ? Dùng có hiệu quả nhưng rất là đắt, không phải ai cũng xài được. Vì vậy cho em Nga mới có cái phương châm là nâng tầm thương hiệu Việt với 4 chữ theo đuổi, đó là tâm tầm tín nhân. Mong muốn rằng tất cả mọi người đều có cơ hội được sử dụng sản phẩm cao cấp với cái giá bình dân. Bình thường khi mà mọi người đi vào trung tâm thương mại là mọi người đang chỉ mua thương hiệu thôi chứ không phải là chất lượng sản phẩm mọi người nhá. Cho nên các chị ơi chú ý này, đó là diện bởi vì em Nga ngày hôm nay với tư cách là chủ nhà máy, với tư cách là chủ tịch thương hiệu, với tư cách là một người nghiên cứu công thức sản xuất gia công mỹ phẩm, là một người làm chủ về nhà máy, làm chủ về nguyên liệu, làm chủ về quy trình, ngày hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người đó là diện riêng cái sản phẩm huyết thanh truyền trắng nhà em mọi người nhá, đó là mọi người sử dụng này, hàng Việt Nam chất lượng quốc tế đấy, hàng bình dân nhưng đúng không ạ, cái giá thì bình dân nhưng chất lượng thì vô cùng cao cấp. Với cái phương châm nâng tầm thương hiệu Việt các chị nhá, cho nên cái thành phần đầu tiên mà em Nga sử dụng cho mọi người nó chính là collagen sống. Collagen sống là gì? Là collagen vẫn còn sống. Vì vậy trên cái khả năng hấp thu và thẩm thấu sâu xuống dưới da của chúng ta nó gấp 50 lần so với các loại collagen khác. Đồng thời đó là khi mọi người sử dụng collagen sống cộng với lại công nghệ siêu vi nano, nó thẩm thấu sâu xuống dưới hạ bì da của mọi người và nó làm nối liền toàn bộ những cái collagen đã bị đứt gãy. Và collagen bị đứt gãy đó là lý do vì sao mà sau 20 năm tuổi collagen bắt đầu không thể sản sinh ra nữa và bắt đầu đứt gãy. Đó là lý do vì sao mọi người trở nên già hơn, mọi người nhăn hơn, mọi người xấu hơn. Mọi người theo thời gian bắt đầu mọi người bị già hơn so với chồng của mình. Cho nên đó là việc đầu tiên là phải trị, là trị tận gốc, là mọi người phải điều trị vấn đề collagen của mọi người đã bằng cách là em sẽ nối liền lại collagen đứt gãy. Cho nên khi mọi người dùng 10 giây thôi là căng bóng, mọi người dùng 3 ngày cho em là toàn những cái vết nhăn ở mắt, ở rãnh cười là nó sẽ biến mất hoàn toàn. Đặc biệt mọi người dùng cho em Nga 7 ngày là chóng phát sáng mọi người nha. Đây này, có chị hỏi em nói là trắng nhanh như vậy thì có bào mòn không, mà trắng rồi có bị đen lại không, đúng không ạ? Hoặc là có bị bắt nắng không? Các chị ơi mọi người chú ý nhé. Nếu như mọi người sử dụng các sản phẩm bên ngoài thì các chị lo, chứ còn riêng em thì không lo. Các sản phẩm khác nó sẽ làm trắng nhưng mà làm bào mòn da từ bên ngoài trên trắng xong rồi còn nhạy cảm, rồi còn bắt nắng. Chứ còn riêng cái sản phẩm này nhà em nha, trắng đến tận từ tận tầng tế bào mọi người nhá. Cái em sử dụng cho mọi người cái nguyên liệu thứ hai đó là nguyên liệu gì, em Nga cam kết không bắt nắng, không bào mòn da, không có chất cấm, phát hiện đến 100 triệu. Các chị ơi chú ý cho em Nga như này nhé, mọi người sử dụng cho em cái sản phẩm này nhà em ấy, nó có công nghệ chuyển hóa tế bào với cái thành phần mà em Nga sử dụng cho mọi người đó là chiết xuất cam thảo. Cam thảo 98% mọi người nhé, nó là thành phần đắt đỏ nhất trên thế giới với 780 triệu một cân. Nó là cái thành phần mà có công nghệ là chuyển hóa tế bào, là khi mọi người sử dụng nha, đây khi mọi người sử dụng cái huyết thanh truyền trắng nhà em nhé, sâu xuống dưới da của mọi người thì một đầu nó sẽ hút cho mọi người sắc tố melanin, hắc sắc tố melanin, tế bào làm đen da mọi người nhá. Một đầu nó hút cho mọi người diện tế bào hồng cầu có sẵn trong da mặt của mọi người, nó thẩm thấu sâu và nó sẽ diễn ra ở cái phần trung bì, và ở trung bì nó sẽ diễn ra một cái quá trình đó là chuyển đổi tế bào, chuyển đổi toàn bộ cái tế bào làm đen da, chuyển hóa toàn bộ cái tế bào làm đen da, chuyển hóa toàn bộ những cái gốc nám, những cái sắc tố làm đen da, sắc tố melanin, những cái tế bào làm đen da của mọi người trở thành tế bào trắng hồng.
nó trắng từ tế bào xuyên trắng rồi là trắng vĩnh viễn và không bao giờ bị đen lại mọi người nhé. Và trắng vô cùng nhanh nhưng không bào mòn. Đó là lý do vì sao mà em Nga dám cam kết đền 10-100 triệu nếu như mà phát hiện những cái điều đó. Đặc biệt như sau, có nhiều chị hỏi em đó là cái sản phẩm nhà em thì gì ạ? Đó là chị dùng đây, có một chị bảo em là chị dùng có khoảng tầm 10 ngày thôi là chị thấy cái tốc độ chống lão hóa da của nó khác hẳn đấy, dùng căng bóng da hơn. Đúng rồi mọi người nhé, riêng mọi người biết nhá, bình thường mọi người sử dụng các loại chống lão hóa da thông thường trên thị trường ấy, nó sử dụng các loại vitamin tổng hợp, các loại serum hay là kem, nhưng sử dụng vitamin tổng hợp cho nên là diện nó hiệu quả nó không nhanh. Còn nó như em không sử dụng cho mọi người vitamin tổng hợp, em dùng cho mọi người đó là gì, em dùng cho mọi người đó là chiết xuất rễ dâu tằm trắng. Và rễ dâu tằm trắng chính là cái chiết xuất duy nhất trên thế giới hiện nay mà có khả năng tự tổng hợp được 4 loại vitamin: vitamin A, vitamin B, vitamin C và vitamin E. 4 cái loại vitamin này tự tổng hợp được ngoài tự nhiên thì cái thứ nhất là đắt đỏ, cái thứ hai khan hiếm và cái thứ ba là cái công dụng và cái tác dụng của nó gấp 1.000 lần so với vitamin tổng hợp. Đó là lý do vì sao mọi người sử dụng cái một giọt huyết thanh truyền trắng này nhà em mọi người nhé, nó bằng 1.000 giọt huyết thanh, bằng 1.000 giọt serum thông thường. Và một cái lọ huyết thanh truyền trắng này nhà em, cái tốc độ chống lão hóa da và trẻ hóa làn da của nó các chị ơi nhá, nó bằng diện, nó bằng ngay lập tức ấy, là nó bằng 5.000 viên vitamin E mọi người mua hiệu thuốc, bằng 10.000 viên vitamin C mọi người mua hiệu thuốc, và bằng 20.000 lít nước mọi người uống vào cơ thể. Đó là lý do vì sao nó có sự khác biệt vô cùng lớn. Đó là lý do vì sao mà diện một người 61 tuổi già 87 tuổi mà cuối cùng quay về 47 tuổi, trẻ ra hẳn 40 tuổi so với tuổi thật của mình. Thì đó không phải là chuyện đùa mọi người nhé. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thế chứ còn, nó duy nhất trên cái livestream ngày hôm nay. Bình thường mọi người biết không nhá, riêng em nói như này đó là em ra không bán một lọ. Đừng có mà nghe ai người ta bảo là một lọ là có thể hết được nám, hết được tàn nhang, hay là một lọ có thể làm trắng được đâu các chị, không bao giờ. Hay là một lọ có thể chống lão hóa đâu mọi người nhá. Riêng này, cái gì nó cũng phải có liệu trình, giống như mọi người đi bệnh viện ấy, bác sĩ bảo mọi người riêng cái bệnh này phải uống thuốc 5 ngày, 10 ngày, mọi người uống có 3 ngày không bao giờ khỏi. Đó là lý do vì sao em chỉ cam kết mạnh miệng như này nha, dùng không đúng những gì em Nga chia sẻ cho mọi người, cam kết dùng đúng cái liệu trình em ra, không hiệu quả em đền 10 triệu. Địa chỉ công ty số 1, lô dịch vụ 12, bằng A, Hoàng Mai, Hà Nội. Ở đây có 50 nhân viên ăn và lắng nghe chăm sóc mọi người. Đến khi nào mọi người hiệu quả thì thôi. Ngày hôm nay mọi người mua hàng của chủ tịch thương hiệu mỹ phẩm sạch Olic. Trên các chị ơi, mọi người cứ yên tâm cho em Nga. Nếu như mọi người ở xa, mọi người bảo Grab đến chụp hình cho mà xem. Nhà em một tòa nhà 5 tầng sừng sững. Đó, và ở đấy trụ rất là lâu rồi. Quan trọng nhất em 5 năm rồi, thương hiệu 5 năm rồi các chị ơi nhá. Nhà của em là có hai màu xanh và vàng nhận diện thương hiệu. Đặc biệt như này, duy nhất ngày hôm nay này. Chị yêu nào mọi người chỉ muốn trắng không thôi á, thì mọi người dùng cho em Nga 3 lọ. Mà mọi người dưới 30 tuổi cũng chỉ cần dùng 3 lọ thôi mọi người nhé. Còn 3 lọ ngày hôm nay từ 1.500.000 xuống 599.000 miễn phí ship. Em tặng ngay lập tức cho mọi người một sữa rửa mặt hút chân nám, gốc nám, dễ nám, làm trắng da cho mọi người, trị giá 200.000. Còn đâu chị yêu nào ấy mà mọi người trên 30 tuổi, không những muốn trắng phát sáng mà còn trẻ mãi không già, muốn trẻ ra 10, 20, 30 đến 40 tuổi, thì các chị ơi ngay lập tức trong cái livestream ngày hôm nay, mọi người phải để lại số điện thoại để, bởi vì sao, không những là diện được tặng một cái lọ sữa rửa mặt mà em Nga còn tặng ngay lập tức cho mọi người một lọ kem body cấy trắng men bia mọi người nhé. Đây này, kem body cấy trắng men bia là công nghệ hot nhất trong năm 2021 đối với các bệnh viện hay là các spa và các thẩm mỹ làm trắng da. Mọi người chú ý giúp em nha, kem body cấy trắng men bia được chưa, trắng trong vòng 7 ngày, không bắt nắng, không bào mòn da, và quan trọng nhất trắng rồi không bao giờ bị đen lại, da mồ hôi không sợ chổi, không sợ bị chảy, không sợ bị trôi, không làm mẩn quần áo nhá. Em sẽ test trực tiếp cho mọi người xem, đây kem body của bên em đây ạ. Không cần phải vỗ bởi vì công nghệ nano thẩm thấu sâu xuống dưới tế bào da của mọi người luôn mọi người nhá. Đó, đây các chị nhỉ. Đấy, bôi đến đâu là trắng đến đó. Không bờ, không bết, không rít, không lộ vân kem các chị nhá. Không bờ, không bết, không rít, không lộ vân kem. Đây. Các chị nhìn cho em bôi một cái là khác ngay. Đặc biệt đối với chị yêu nào mọi người nhá. Đây này. Mọi người mà phải đi biển nhá. Đấy, thì các chị ơi em test nước cho mọi người xem nhá. Càng ra nước thì càng trắng, càng căng, càng bóng, càng mịn. Đấy đúng chưa? Càng ra mồ hôi thì càng trắng, càng căng, càng bóng, càng mịn. Duy nhất trên cái livestream ngày hôm nay mọi người nhá. Để lại họ tên, địa chỉ và số điện thoại, kể cả ra nước rồi mọi người thẩm thấu kem cũng không bao giờ bẩn quần áo nhá. Được chưa? Đấy, 1 phút cuối cùng em chốt đơn. Dạ ok chị Yến Nguyễn Đức mua 5 lọ nhé. Da dùng, da đen chai lì dùng thoải mái chị ơi nhá. Đó, hôm trước chị dùng, hôm trước em mua 3 lọ dùng cho bản thân thích quá, thì cho em mua 5 lọ tặng mẹ nhé. Ok em yêu này. Dạ chị Yến Nguyễn cho chị Yến Nguyễn Phạm cho chị 5 lọ nhé. Dạ ok. Đấy, em ơi hôm trước chị dùng mới có 10 ngày thôi mà da chị hết nhăn ý. Đúng rồi các chị ơi, em bảo rồi, huyết thanh truyền trắng nhà em dùng không hết, không phê, dùng không sướng, không phê. Em đền cho mọi người 10 triệu nhá, 1 phút cuối cùng để chốt đơn. Em ơi cho chị hỏi giá lại nhá các chị ơi, mọi người duy nhất này.
Duy nhất ngày hôm nay nhá, chị yêu nào mọi người dưới 30 tuổi chỉ muốn trắng không thôi lấy cho em Nga 3 lọ. 3 lọ bình thường có giá là 1,5 triệu, hôm nay duy nhất chỉ có 599.000 miễn phí ship. Tặng ngay một lọ sữa rửa mặt để làm gì ạ? Để làm trắng cộng với lấy chân nám cũng làm dễ nám cho mọi người. Còn đâu đối với chị yêu nào nha mọi người nha. Mọi người bị mọi người không những là muốn trắng phát sáng, trẻ mãi không già, muốn thay thế hoàn hảo một liệu trình nâng cơ bằng chỉ vàng để trẻ 10, 20, 30, 40, 50 tuổi thì mọi người phải lấy cho em Nga 5 lọ. 5 lọ bình thường có giá là dạng 5 lọ bình thường có giá là 2,5 triệu. Ngày hôm nay duy nhất trên cái livestream này chỉ còn có 999.000 bằng một cái quần, bằng một cái áo, bằng một cái váy. Nhưng nó làm cho mọi người trở nên xinh đẹp hơn, sang trọng hơn mọi người nhá. Nó làm cho mọi người, cho dù mọi người có đầu tư bao nhiêu quần áo trang sức, nhưng nếu như mặt mũi mọi người có nhiều nếp nhăn, mọi người không bao giờ trở thành một người sang trọng và quý phái được. Chỉ cần cái da mọi người nó hết nhăn, nó căng, nó bóng thôi, mọi người, người ta nhìn vào là đã thấy mọi người sang trọng, và nhìn vào đã thấy mọi người có một cuộc sống là hạnh phúc, bình an rồi. Chứ còn đâu da nhăn nhúm, mọi người có nhiều tiền chăng nữa, người ta vẫn bảo mọi người rất là khắc khổ các chị ơi nhá. Cho nên mọi người nhá, không những là giảm giá cho mọi người 5 lọ này, 999.000 miễn phí ship, còn tặng ngay là tức một sữa rửa mặt cộng với lại một kem body kề trắng men bia. Em vượt test cho mọi người rồi mọi người nhá, quà tặng là 700.000, anh nhanh tay thì còn chậm thế, chứ còn nữa em không giữ đơn giữ suất. Dạ ok chị, dạ ok, có rất nhiều chị để lại 5 lọ nhá, để lại họ tên địa chỉ và số điện thoại em mới chốt đơn. Đấy, một thôi em xin phép dừng livestream.